vị và các bạn, trước tình hình các cơ sở kinh doanh sử dụng cân đồng hồ lò xo để mua bán chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm định cân định kỳ theo quy định, dẫn đến chất lượng cân không đảm bảo, gây tranh cãi và mất niềm tin đối với người mua. Từ thực tế này, Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thực hiện chức năng kiểm định hiệu chuẩn về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, trong đó có cân đồng hồ lò xo. Do tính năng tiện lợi, dễ sử dụng và hiệu quả, hiện nay cân đồng hồ lò xo là phương tiện cân hàng hóa phổ biến nhất được các tiểu thương, người buôn bán ở các chợ truyền thống sử dụng để định lượng hàng hóa trong mua bán với người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng cân đồng hồ lò xo theo quy định của pháp luật là chu kỳ kiểm định cân định kỳ 24 tháng một lần. Việc kiểm định này góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường trong kinh doanh, mua bán, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Trong thời gian qua, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang sử dụng cân đồng hồ lò xo thì chưa có thực hiện kiểm định là đầy đủ, do đó chưa tạo được niềm tin đối với cái người mua. Thì nhằm đảm bảo công bằng trong mua bán, Sở Khoa học Công nghệ đã giao cho từ năm 2021 đến nay, Sở Khoa học Công nghệ là giao cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc kiểm định cân đồng hồ lò xo không thu phí. Đối với một số chợ của 11 huyện thị thành trong tỉnh. Trong năm 2022, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thực hiện kiểm định tại 8 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Kết quả kiểm định được 2.044 cân, trong đó có 1.884 cân đạt yêu cầu, tỷ lệ 92,17%, 160 cân không đạt về tỷ lệ cân thừa, cân thiếu. Trong đó, còn hạn kiểm định 452 cân, hết hạn kiểm định 1.592 cân, chiếm tỷ lệ 77,89%. Thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và huyện Tịnh Biên xây dựng 3 điểm tiếp nhận kiểm định cân đồng hồ lò xo và cân điện tử làm đầu mối cung cấp dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn ở các chợ Châu Đốc, Tân Châu và Nhà Bàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh thực hiện kiểm định cân định kỳ dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật. Việc mà xây dựng 3 cái điểm tiếp nhận này thì tạo điều kiện cho các cái cơ sở đi đến kiểm định dễ dàng, ít mất thời gian. Theo quy định tại thông tư số 07 của Bộ Khoa học và Công nghệ, mức phạt đối với cân phương tiện đo nhóm 2 không kiểm định được quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ là phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi sử dụng một hoặc nhiều cân có tổng giá trị đến 1 triệu đồng, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi sử dụng một hoặc nhiều cân có tổng giá trị từ trên 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng khi sử dụng một hoặc nhiều cân có tổng giá trị từ trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, mức phạt tăng dần theo giá trị của cân. Hiện nay, cân đồng hồ lò xo có giá cân rẻ, nên các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các tiểu thương thường sử dụng cân đến hư rồi bỏ, mua cân mới mà không quan tâm thực hiện kiểm định. Vì vậy, việc xây dựng điểm tiếp nhận cân ở các chợ truyền thống có nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đo lường về việc kiểm định cân trong mua bán trên địa bàn tỉnh.